trong khi người xem trên toàn thế giới say mê về cốt truyện và khái niệm của toàn bộ chương trình, thì một số nhóm yêu thích ẩm thực hơn trên mạng lại tập trung vào chủ đề quan tâm trong trò chơi thứ hai của chương trình, một tác phẩm không hề khiêm tốn kẻo. Trong trò chơi thứ hai, những người tham gia phải cẩn thận cách một hình, chẳng hạn như hình tròn, ngôi sao hoặc thậm chí là một chiếc ô được vẽ trên kẹo đường caramel, còn được gọi là bánh quy dalgona ở Hàn Quốc, trao cho mỗi người trong số họ. Để làm cho mọi thứ trở nên thú vị, những người tham gia cần thực hiện nhiệm vụ mà hình dạng thực tế không bị phá vỡ, nếu thất bại dẫn đến cái chết của người tham gia. Nói về một trò chơi trẻ em có tiền cực cực cao, rõ ràng nhiều khán giả của chương trình đã bị hấp dẫn bởi bánh kẹo và ngay lập tức muốn tìm hiểu thêm về món ăn này, từ đó đã được tiết lộ là món được trẻ em địa phương yêu thích ở Hàn Quốc. Nó được làm như thế nào? Đáp ứng nhu cầu, một số người có ảnh hưởng đến ẩm thực đã tự mình tiết lộ phương pháp chế biến kẹo hóa ra lại đơn giản một cách đáng ngạc nhiên. Kẹo chỉ chứa hai thành phần đường và muối nở, và các bước thực hiện như sau. 1. Đơn giản, chỉ cần đun nóng một thìa đường trong muôi trên ngọn lửa lớn cho đến khi nó tan chảy và bắt đầu caramel. Nhớ khuấy thường xuyên để tránh hỗn hợp bị cháy. 2. Thêm một nhúm nhỏ baking soda vào hỗn hợp và khuấy nhanh. 3. Sau khi cả hai nguyên liệu được trộn đều và đều, hỗn hợp sau đó được đổ lên một tờ giấy nướng. 4. Dùng khuôn tạo hình, có thể là bất kỳ hình dạng nào bạn thích, để tạo hình ấn tượng lên hỗn hợp đông cứng từ từ. 5. Để kẹo cứng lại và thưởng thức món ăn của bạn. Hoặc bạn cũng có thể thử tách hình dạng khỏi cookie mà không có nguy cơ bị bắn. Rõ ràng, nếu cái tên dalgona nghe có vẻ quen thuộc với bạn, đó là bởi vì dalgona cũng là tên của xu hướng cà phê đã làm mưa làm gió trên thế giới trong thời gian đầu của đại dịch Covid-19. Nơi mà gần như tất cả mọi người đều tự mình thử và tạo ra một cuộc tấn công cà phê dễ dàng bị lừa. Chia sẻ hữu ích nhé!